Dương, xin kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình SPTN và SCT và một lần nữa xin chào đón quý vị đến với chương trình Asia Channel. Thưa quý vị là trong thời gian gần đây thì trung tâm Asia mới thu hình cuốn Asia 67 đám cưới đầu xuân và cũng trong cái cuốn DVD này thì lần đầu tiên Thùy Dương được làm quen và gần gũi với một người chị mà ngày hôm nay Thùy Dương đã mời chị lên đây để trò chuyện với quý vị. À thưa quý vị là phải nói là đây là một người nghệ sĩ chứ không cũng thật sự ra là cái chữ là phải là nghệ sĩ tại vì chỉ có nhiều thứ sĩ quá thì dương không có biết là tả là ca sĩ là à, chuyển âm sĩ mc sĩ nghĩa là rất là nhiều sĩ thưa quý vị đó là thì dương muốn nói đến sứ ngôn viên của đài truyền hình sptn nữ nghệ sĩ ngọc đan thanh thì dương xin chào chị chào thì dương và ngọc đan thanh xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình set và sptn Vâng, thưa quý vị là Thùy Dương tin chắc rằng là trong thời gian gần đây thì quý vị cũng nghe như là chị giữ Quyên, anh Nam Lộc và kể cả chị Giáng Ngọc cũng nói rất là nhiều về một khuôn mặt mới của trung tâm Asia, một người MC mới. Thì ngày hôm nay thì Dương đã bắt cóc chị Ngọc Đan Thanh lên đây để trò chuyện với quý vị. À, trước hết đó, chị Ngọc Đan Thanh là và cũng như là thưa quý vị là Thùy Dương đã quen với chị à, khuôn mặt của chị Đặng Ngọc Đan Thanh trên đài truyền hình SPTN và à, cái lần trước đó nữa gặp của chị là trong lá thư từ chiến trường 2 khi mà chị đọc những cái lá thơ một cách thật là tuyệt vời cái cái giọng nói của chị là em phải nói là nó làm cho chúng ta à, ghi nhớ và mơ mang tuy nhiên là trước đó thì chị em mình cũng không có qua lại nhiều không có biết nhau nhiều đến khi cái cuốn Asia 67 thưa quý vị cho nên là Đối với một người như là Thùy Dương thì không có À, biết nhiều về cái tiểu sử của chị Ngọc Đan Thanh thì có thể là tiện đây chị có thể chia sẻ một chút về tiểu sử của mình đối với quý khán giả khắp nơi trên thế giới. Dạ yeah, à, cảm ơn Thùy Dương. À, Ngọc Đan Thanh thì xuất thân nói đúng ra là từ cổ nhạc. Và yeah, từ nhỏ thì được đi cho học cổ nhạc nhưng sau đó thì lớn lên khi mà người ta hay nói tiếng trổ mã đó thì cái giọng của mình nó nó thay đổi đi nó bị bể đó thì thời gian đó thì ngọc long thanh mới là cũng có theo khóa học của thầy anh bằng và thanh với lại bạch lê đó hai chị em mới là học ở đó học cũng khoảng được khoảng nửa năm gì đó thì sau đó là tới năm mậu thân đó năm sáu mươi tám mậu thân thì ngọc long thanh mới xin gia nhập vào quân đội đó là bị đồng quân yes. đó là cái nơi quân đội đầu tiên em biết em biết nhà. cái chi tiết này lần đầu tiên trong cuốn Asia vừa rồi khi mà dạ. chị chia sẻ cùng quý vị chị có thể nói thêm một chút về cái uh, kinh nghiệm của mình cũng như là những cái kỷ niệm uhm, về kỷ niệm kinh nghiệm kỷ niệm thì nó cũng có rất là nhiều nhưng mà uh, chị không biết là Thùy Dương muốn hỏi về kỷ niệm lúc uh, ngày chị mới giờ đi học gia nhập quân là? đội gia à. nhập quân đội đó hả thì nhiều lắm dương Dương uh, nói chung là đi hát tiền đồn thì với lại uh, lúc đó mình còn trẻ uh -huh. mình còn trẻ thành ra cái 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 cái, cái sức bật của cái tuổi trẻ nó nó nhiều hơn thành ra mình năng nổ thích đi những đi công tác đi những nơi này nơi kia lúc nào cũng sung phong hết uh -huh. có những nơi mà ở bên hoa tình thương thì có bố nghị là bố nghị không cho đi nhưng mà chị ngọc long thanh thì thích lắm nói bố cho con đi cái chỗ đó đi mặc dầu nó rất nguy hiểm mà ngọc long thanh cũng thích đi <laughs> em nghe như vậy em cảm thấy rất là um, hãnh diện ha là được uh, trò chuyện với chị cũng như là được làm việc với chị là thì tôi nghĩ là đối với một người, nhất là một người phụ nữ trong cái thời điểm đó mà chị uh, đi vào quân đội cũng như là để uh, cống hiến cho uh, quốc gia của chúng ta như thế vậy thì đó là một cái điều em nghĩ là nó quá là hãnh diện. Có một lần ở trong quân đội năm đó là coi đi hình như là năm 70 71 70 hay 71 gì đó thì cái chuyến đó là Ngọc Long Thanh bị thương, bị thương là gì khi mà à, trình diễn xong cái đêm đó thì ở cắt lái, thì cái từ cắt lái mà ở phía trong đó mà chạy ra tới xa lộ đó, cái con đường đó là hay hay bị bắn xẻ ừ. lắm, đó, thì à, mấy ông mới chạy nhanh lắm, thì ông 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 ông, ông sếp ổng mới nói thôi anh tài xế ngồi bên đi, rồi Ngọc Long Thanh với người bạn mới là ngồi phía sau nhưng mà khi mà chạy nhanh quá để mà tránh những cái làn đạn bắn xẻ đó thì ra tới lộ cái đó thì ngay tới đường xa lộ thì lúc đó quýnh quá thì xe nó bị lật cái xe jeep của ngọc long thanh đi bị lật lật đi thì anh tài xế anh chết à, ông đại tá đó thì ổng cũng bị thương thương nặng lắm hình như mất trí nhớ à, còn người bạn của ngọc văn thanh thì cô ta cô đó tên cúc xuân cô bị Uh, cái nguyên cái gót chân bị mất đi và nguyên cái 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 khoảng đầu gối cũng bị thương nặng ngọc đăng thanh là cái người bị nhẹ nhất nghĩa là uh, uh, cũng bị thương nhưng mà nhẹ nhất bị là thương vì như ngọc đăng thanh chỉ bị cái kiến á nó cắt nó cắt cái phía dưới mí mắt của mình rồi à. sau đó lại được đưa lên trên long bình á để khâu lại năm sáu mũi đó à. rồi cái mặt cũng bị trầy bị trầy hết một bên mà không biết làm sao mà nằm đâu nửa tháng gì đó rồi cái má lấy cái nghệ á má người thanh lấy nghệ cứ mài 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 cái sức 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 lên cái cái mài nó rớt xuống cái mặt không có thẹo wow. chung thôi mà nói mặt mà có thẹo là bị trừ đôi bông á <laughs> còn đối với um, em cảm ơn chị đã đã chia sẻ những cái, cái cái câu chuyện đối với em thì là một người không có lớn lên trong thời chiến chiến thì khi mà được nghe những cái câu chuyện như vậy nó Um, làm cho em cái thứ nhất là rất là ngưỡng mộ các anh chị đi trước những người mà đã uh, hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta và cái thứ hai là um, cảm thấy mình quá là vô dụng tại vì mình cũng không có làm được cái gì để giúp cho ai hết cho nên là em nghe như vậy em cảm ơn chị đã chia sẻ um, và cũng là một uh, cái gương cho những người phụ nữ ha chị ha. Dạ, yeah. ở trong thời chiến tranh thì nói chung là không phải riêng Ngọc Đăng Thanh là chỉ là những người làm về văn nghệ thôi nhưng mà có những người phụ nữ uh, phải lo cho con cái hay là lo cho cha mẹ chồng đó để mà để những người chồng hy sinh đi ra ngoài chiến trận đó là trong cái lá thư chiến trường cũng đã nói đó Thưa vâng ừ. chị đúng rồi thùy dương nhớ thưa quý vị là thùy dương có nói chuyện với à, chị diệu quyên và cũng thật sự ra từ cái tâm sự của chị diệu quyên với à, thùy dương là một người em gái và hỏi chị rất là nhiều về cái sự hy sinh của người phụ nữ việt nam mà chúng ta có được cái cuốn lá thư từ chiến trường 2 và đó cũng là một trong những cái cuốn dvd mà quý vị đã ủng hộ rất là nhiều cánh hòa thời loạn và ừ. còn đối với à, sinh hoạt nghệ thuật của chị thì chị, biết, chị bắt đầu uh, lên sân khấu từ hồi chị bao nhiêu tuổi và trong cái cương vị là một người ca sĩ, một người diễn viên điện ảnh à, ngọc long thanh thật sự mà hát đó là chỉ có hát trên đài phát thanh thôi quân đội, đài phát thanh quân đội, đài phát thanh sài gòn, rồi ở, ở, ở trên đài của mẹ việt nam yes. đó tiếng chim gọi đàn đó nhưng mà đứng thật sự mà đứng ở trên sân khấu, trên đài truyền hình đó, thì lên cái show đầu tiên của ngọc long thanh đó là ở của Chiêu hồi đó của của ban chiêu hồi chiêu của hồi. bác thành công và dạ, ở trên đài uh, truyền hình đó là lần đầu tiên lúc đó năm đó là được 14 15 tuổi. Ồ oh, wow. Yeah. Đó. <laughs> đó, từ sau đó rồi mới mới đi ra hát sân khấu là Thật sự cái sân khấu để mà đứng đó là cái sân khấu của bị uh, Động quân. Đó, bị Động quân mới là đứng trên sân khấu bắt đầu mới đi hát tiền đồn, hát tất cả các nơi hết. Đó mà là kỷ niệm thích lắm cái đời lính chiến lúc mà mình được đi hát nó vui lắm kìa cái cảm giác nó, nó 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 hay lắm nhất là lâu lâu rồi mấy anh tặng cho mình những cái viên đạn những cái đạn nhỏ nhỏ hoặc là những cái nón mà đã bị bắn xuyên thủng Thế qua sao? những cái kỷ niệm của mấy anh mấy anh cho mình đó, đó. hồi đó là... hồi, hồi đó chỉ có yêu thầm ai trong quân đội không à, không không à, không có là không có lý không. do là tại vì À, không biết tại sao mà không 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 có nghĩ tới. Thương chắc, lắm thương mấy anh lắm. Chắc yếu... là các nhiều anh yêu thầm chị lắm nhưng mà chắc không chị có. không có để ý hay sao á. Chắc không có đâu tại vì Ngọc Lan Thanh hồi trẻ cũng giống con trai lắm. <laughs> Tánh tình giống con trai. Đó, tích nhất là mỗi chiều thứ năm đó, đi vô trong tổng y viện Cộng hòa. Có những người thì họ đi ra được cái cái sân khấu để mà coi, nhưng mà có những anh đó là không có đi được phải nằm ở trên cái giường thành ra tụi này mới gọi là hát đầu giường tức là có người cầm cái đàn thùng uh -huh. đó rồi uh, như nhạc sĩ anh Việt Thu nhạc sĩ Bảo Thu đó rồi uh, đứng ở đó rồi hát đứng bên hát cạnh để hát. đứng bên cạnh ngay đầu wow. giường để hát cho mấy anh nghe tại vì mấy anh bị treo chân treo tay lên hết rồi đâu có đi xuống được băng bó tùm lum wow. đó dạ. Yeah. thành ra hát uh, những lúc đó rồi có mấy bà mấy bà thì cũng đi vô theo nhưng mà mấy bà là lo tắm rửa, săn sóc cho các anh đó nhớ lại những cảm giác đó ờ, đi hát xong rồi cái ngọc lan thanh còn nhớ có lần hát xong cái đi ra ngoài ngồi ngay cái gốc cây á ờ, ngồi khóc khóc xong xuôi rồi cái đi về cái má hỏi sao vậy mà bữa đó ăn không ăn cơm không được không phải là gì mình thấy những vết thương nhưng mà mình thấy cái sự hy sinh với lại mấy ảnh nói à nếu mà biết vợ của anh đừng cho đừng có cho vợ anh biết là anh bị như thế này như vậy nha yeah. có những cái phải nói rằng cái cái nếu mà nói về đời quân đội là vì ngọc Đăng thanh được lớn lên từ ở trong đó từ nhỏ là hát ở trong đài phát thanh quân đội 12, 13 tuổi hát trong đó rồi hát tiếng chim gọi đàn kêu gọi các anh về rồi sau đó lại được lớn lên từ trong biệt động quân tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị tất cả các nơi thành ra cái đời sống quân ngũ nó cứ nó ở trong trong mình, ở trong cái cơ thể trong giống như trong máu huyết, giống như là người nào đã đi hát cái lương rồi đó ừ. thì cái cái dòng nhạc nó cũng đi vô trong cái người của mình.